Hallo, xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà món bánh truyền thống của Đức ăn vào dịp lễ Giáng sinh. Cho vào tô 600g nho khô, 150ml nước ép táo, hương hạnh nhân đắng, hương rum trộn đều để khoảng 1 giờ cho thấm. 200g đường, 300g mỡ dừa và 300g bơ thực vật. Một trăm gram mứt bỏ chanh, 100g mứt bỏ cam, một muỗng hương vỏ chanh. Hỗn hợp bột quế, bột thảo quả và bột nhục đầu khấu. Nho khô đã ngâm nở, hai trăm gram bột hạnh nhân xay mịn, 1/4 vào tô sữa kiểu mạch ấm quậy cho tan. Một muỗng cà phê muối. Một ký bột mì đa dụng. Tạo hình cho bánh. Khi bánh đã được tạo hình xong, để bánh nghỉ khoảng 2 tiếng. Bật nồi cho nóng ở nhiệt độ 170, bỏ bánh vô nướng khoảng từ 60 đến 70 phút, tùy theo công suất khác nhau của lò. Khi bánh chín, lấy bánh ra khỏi lò rồi quét bơ thực vật lên bánh, sau đó rắc đường bột lên, rồi lại chét bơ, rắc đường bột, cứ như vậy 3 lần rồi để cho bánh nguội. Khi bánh đã nguội, mình đem gói lại, rồi cất hơi thoáng mát. Sau từ 3 đến 6 tuần thì chúng ta có thể cắt bánh ra ăn. Món bánh này đặc biệt là để càng lâu ăn càng ngon. Đây là món bánh đã làm xong. Chúc cả nhà đón Giáng sinh vui vẻ với món bánh mình tự làm nha.